Mới đây tại sân cộng đồng Bản Lác, xã Triềng Châu, huyện Mai Châu, Hòa Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tổ chức lễ khai mạc liên hoan làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2023 với sự tham gia của 8 tỉnh Tây Bắc gồm Hòa Bình, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai và Yên Bái. Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Toàn nhấn mạnh, liên hoan làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2023 với nhiều hoạt động phong phú là dịp để giới thiệu các làng du lịch cộng đồng tiêu biểu trong khu vực để thu hút du khách trong nước và quốc tế. Liên hoan làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng có 22 gian kép, gồm 7 gian hàng của các làng du lịch cộng đồng thuộc các tỉnh thành viên nhóm hợp tác, 5 gian của 5 làng du lịch tiêu biểu của tỉnh Hòa Bình, huyện Mai Châu, 2 làng du lịch cộng đồng dân tộc Thái, 1 làng du lịch cộng đồng dân tộc Mông, huyện Tân Lạc, 1 làng du lịch cộng đồng dân tộc Mường, huyện Đà Bắc, 1 làng du lịch cộng đồng dân tộc Dao. 10 gian hàng trưng bày giới thiệu văn hóa du lịch sản phẩm ô cốp đặc trưng tiêu biểu của các huyện Tân Lạc, Lạc Sơn, Cao Phong, Đà Bắc, Mai Châu, Kim Bôi, Lạc Thủy, Yên Thủy, Lương Sơn và thành phố Hòa Bình. Trong khuôn khổ sự kiện còn có các hoạt động như triển lãm ảnh đẹp các tỉnh Tây Bắc mở rộng, hội nghị xúc tiến về du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2023, thi ẩm thực du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng.